nào, thở ra đi. Rồi, xin cái mặt đi. Đấy. Xin chưa? Sợ. Này chị không cần phải bóp luôn. Liệu trình thì em giảm được 14 cân và vòng bụng của em giảm vào tận 17 cm luôn đấy ạ. Còn chị Nhung, chị giảm được bao nhiêu? Chị giảm được 15 cân và vòng bụng giảm được 22 cm cơ. Ui, sao chị giảm được nhiều thế? Quần áo ấy, trước thì em mặc size L nhưng mà bây giờ thì tự tin mặc size S ạ. Thực ra thì em cũng sắp đám cưới nên là em cũng muốn tiết kiệm hơn một chút để chuẩn bị cho đám cưới. Nên là em vẫn mặc lại những cái bộ đồ hồi xưa mà vẫn còn rất là xinh, rất là đẹp luôn. Bụng ngày xưa em béo lắm, to, không dám mặc những cái body như thế này đúng không? Nhưng mà khi mà giảm cân xong thì vòng bụng đã giảm xuống 22 cm. Và bây giờ em đang, như mọi người thấy đây, đang rất là tự tin với mặc body như thế này. Và hôm vừa rồi thì em cũng rủ Tâm, Tâm cũng kể với em là vòng bụng của Tâm cũng béo lắm. Nhưng mà sau đấy thì mặc được đồ body xong là hai chị em đi mua chung luôn. Đầu tiên em cũng suy nghĩ là khi giảm cân xong là cũng có thể mệt mỏi này hay là có một cái gì đấy choét, nhưng mà sau khi làm xong thì em vẫn thấy bình thường và em lại còn thấy cảm thấy cuộc sống em vui vẻ hơn ấy, tại vì cân nặng em giảm qua từng ngày. Thế là chị nhanh hơn em đấy, tại vì em cái là em giảm đào thải ngay cái sau cái hôm mà em cái tinh chất đấy, nhưng mà đến tận một tuần sau thì vẫn không giảm được một cân nào luôn. Nên là em cũng sợ, xong rồi em phải nhắn tin hỏi chị là ôi sao tại sao mà chị thì vẫn cứ giảm mà em thì kiểu như là tự nhiên nó bị trứng lại ấy. Xong đến tận 3-4 tuần sau thì em bắt đầu mới giảm nhanh, xong rồi kiểu hai chị em mình cũng kết hợp kiểu tập máy săn chắc với cả massage thì mới bắt đầu cái vòng eo của em nó siết lại, rồi em mới có cái eo như này này. Đấy. Nên là những chị nào mà đang béo phì và muốn cải thiện bản thân để tự tin hơn thì có thể hoàn toàn yên tâm đến với Korea để có kết quả thành công như hai chị em mình nhé. Hệ thống viện thẩm mỹ Korea, cơ sở 1, số 100 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, cơ sở 2, số 1 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, tổng đài 1900 0361, hotline 0911 85 9999.